Giỏi đi, Nhi ghép chữ giỏi đi. Na ghép chữ không? Chữ đó là chữ N. Quay ngược lại con. Rồi. Rồi, tới chữ U. U, U giống cái sơ cùi vậy đó, nhớ không? P là pig. Kiếm cái P coi. P đâu? Hãy làm gì á con? Ái ơi. Ái ơi. P vậy. Giờ tới Q. Lên. Lên là Q là tên của ba đó. Q là khoan đó con. Say R. R. Kiếm lên là R. Tự kiếm con không có hỏi con. Kiếm lên là R. Very good. Tới S. Very good. Tới T. T là gì? Tới chữ U. Kiếm chữ U cho ba con coi. Rồi. Tới V. V V V tên của mẹ hả con? And W. X. Y. And then Z. Giỏi quá. Rồi giơ tay coi. Giơ tay. Giỏi. Ái ơi. Giỏi ơi. Chị hai giỏi hả con? Ui 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 ui. Ủa lộn ngón tay rồi con. Ấy ơi. Rồi. Giỏi quá ha nè. Giỏi quá. Không có đổ ra mạnh nha. Rồi bye bye nè. Chào ba con. Bye bye.